Dịch ngày ốc sên hay tiếng Anh là snail mucin, snail mucus hay là slime đang là một cái cụm từ rất là trending trong giới skincare, được xem là một thần dược trị da bá bệnh, đưa vào spa và những liệu trình facial và có thể charge lên đến hàng chục triệu đồng. Nhưng những cái công dụng này liệu chỉ là lời đồn hay là có những cái backup nghiên cứu khoa học phía sau? Cách lấy dịch ngày ốc sên để đưa vào các sản phẩm skincare product liệu thật sự có đạo đức? Và cuối cùng là các cái sản phẩm chứa dịch nhầy ốc sên đang rất trending hiện tại thì liệu có công dụng như lời đồn? Thì đây cũng sẽ là 3 phần chính trong cái tập đầu tiên có tên là Snail Mucin hay là dịch nhầy ốc sên, mở đầu một cái chuỗi series mới tăng ở trên kênh Trinh Mail mà Trinh đang tạm đặt tên là Beauty Industry Debunk, hay là kiểu bóc trần ngành làm đẹp. Nhưng mà Trinh vẫn chưa ưng lắm về cái tên của series này, cho nên là Trinh rất cần mọi người hãy giúp Trinh comment bên dưới những cái tên mà mọi người nghĩ là sẽ phù hợp và hay nhất cho cái chuỗi series này. Trinh sẽ chọn ra một bạn nha, có những cái comment tên hay nhất và phù hợp nhất để mà gửi tặng một món quà hứa là hậu hĩnh. Đầu tiên chúng ta cần phải biết snail mucin là gì. Đây là một cái chất dịch có kết cấu rất nhầy, rất dính, được tiết ra bởi những con ốc sên trong quá trình mà nó di chuyển trên bề mặt đất. Tuy nhiên bề mặt đất thì vốn nó không có được nhẵn mịn mà rất thô ráp và dễ để lại những cái tổn thương trầy xước trên bề mặt da của ốc sên. Vì vậy thì chất dịch này được tiết ra còn đóng một cái vai trò không những là bôi trơn mà còn bảo vệ, làm lành những cái vết trầy xước đó, chống lại những cái con vi khuẩn mà da ốc sên tiếp xúc. Nghe tới đây thì chắc là có mấy bà sẽ lon ton đi kiếm ốc sên để dưỡng da. Nhưng mà cần phải nốt là không phải ốc sên nào cũng đưa vào skincare được nha. Có những con ốc sên thì cái chất dịch nó tiết ra rất là độc, cho nên là mọi người phải tìm những cái con ốc sên mà ăn được, phổ biến như là Roman snail, nó cùng dòng với lại là con ốc sên vườn á. Hoặc là có những brand skincare thì họ dùng những cái loại ốc sên ăn được khác, chẳng hạn như có Costa X thì họ dùng một cái loại ốc sên có tên là ốc sên khổng lồ châu Phi. Vậy thì từ thời điểm nào mà các nhà khoa học đã bắt đầu quan sát cũng như là đưa ốc sên vào quá trình dưỡng da, thậm chí là chữa bệnh? Báo cáo lịch sử cho thấy thì người thầy thuốc mọi thời đại Hippocrates từ thời Hy Lạp cổ đại, nghĩa là năm 460 đến năm 375 trước công nguyên á, thì ông đã bắt đầu kê toa ốc sên xay nghiền để mà giảm viêm cho bệnh nhân của mình. Sau đó từ thế kỷ 19 thì nó được đưa vào để chữa trị những cái bệnh thuộc dạng rất nặng luôn, ví dụ như là từ thoát vị bạn cho đến thậm chí lao phổi. Đến năm 1990 thì có những người nuôi ốc sên ở Chile chuyên cung cấp cho các nhà hàng làm món escargot rất nổi tiếng của Pháp á, thì lúc đó họ mới quan sát là tại sao da tay của mình nó lại trở nên mềm mại như vậy. Thế là từ đó một công ty quốc tịch Chile có tên là Elicina đã chính thức launching hũ kem ốc sên đầu tiên của mình. Thì đỉnh điểm là đến năm 2017, chị Loy, một trong 4 Big Four, là 4 cái công ty tư vấn lớn nhất thế giới, và tôi rất là may mắn đã từng được làm việc, tung ra một cái báo cáo có tên là Global Innovation Leader in Skincare nói về cái thành phần dịch nhầy ốc sên này. Thế là từ đó đẩy nó lên top skincare trending luôn. Nãy giờ mình nói về cái lợi ích của dịch nhầy ốc sên trong skincare, vậy thì cụ thể nó như thế nào? Chúng ta có 5 cái lợi ích chính sau đây. Đầu tiên đó là cấp ẩm, tại vì người ta nghiên cứu quan sát được là trong dịch nhầy ốc sên có chứa hyaluronic acid, là một cái thành phần hút ẩm cấp ẩm mọi thời đại. Đồng thời nó còn giúp bảo vệ da khỏi những cái yếu tố từ môi trường. Lợi ích thứ hai là chống lão hóa. Ngoài HA thì trong dịch nhầy ốc sên còn chứa AHA ở thể glycolic acid và kích thích tăng sinh collagen và tái tạo tế bào da mới. Nó còn chứa cả đồng peptide nữa. Cho nên là dịch nhầy ốc sên còn mang lại cái công dụng là chống lão hóa, chống oxy hóa, bảo vệ da khỏi các gốc tự do. Trong một nghiên cứu mới đây năm 2020, test trên một cái tệp phụ nữ trong độ tuổi từ 45 đến 65 thì cho thấy là sau một thời gian sử dụng thành phần này thì da của họ đã được cải thiện rất là đáng kể trong các vấn đề về nếp nhăn, rãnh cười, đàn hồi hơn, sáng hơn, săn chắc hơn và dĩ nhiên là khỏe mạnh hơn. Lợi ích thứ ba mà dịch nhầy ốc sên mang lại cho con ốc sên và thậm chí là cho cả da người luôn, đó là tính kháng viêm. Có những cái nghiên cứu chỉ ra là thành phần này có khả năng diệt khuẩn, giảm nhiễm trùng vết thương, thậm chí là còn hiệu quả hơn một số loại thuốc kháng sinh phổ biến. Đi liền với cái lợi ích kháng viêm thì sẽ là cái lợi ích thứ tư, đó là làm lành tổn thương. Người ta nghiên cứu là trong dịch nhầy ốc sên có chứa allantoin, được biết đến có khả năng tái tạo tế bào da mới để thúc đẩy cái vết thương nó mau lành, mau liền sẹo hơn. Và lợi ích thứ năm mà chắc không ai ngờ tới, đó là nó có khả năng ngăn ngừa ung thư mọi người à. Và nghiên cứu chỉ ra là thành phần này có khả năng tiêu diệt tế bào ung thư và ngăn không cho nó di căn, thậm chí là còn có khả năng kiểm soát bệnh ung thư hắc tố da, melanoma là một trong những cái ung thư ác tính nhất ở trên da, có thể lý giải từ cái khả năng chống lại gốc tự do của thành phần này. Nãy giờ thì mọi người chỉ toàn nghe thấy những cái lợi ích
to lớn của dịch nhảy ốc sên thôi. Vậy thì nó có những cái rủi ro và tác dụng phụ tiềm ẩn gì không? Có thể nói một trong những cái lý do khiến cho thành phần dịch nhảy ốc sên phổ biến trong giới skincare hiện nay đó là vì chưa có nhiều các cái bài nghiên cứu về rủi ro cũng như là tác dụng phụ mang lại khi sử dụng trên da. Hầu hết là mọi người xài thì đều không thấy nó có tác dụng phụ gì cả, da của mình nó vẫn rất là êm. Điều này thì chỉ kết luận được là ở thời điểm hiện tại thì chưa có nhiều tài liệu nghiên cứu về tác dụng phụ của thành phần này. Tuy nhiên cũng chưa có nhiều tài liệu nghiên cứu về hiệu quả và công dụng thực sự của nó. Cho nên là Trinh cần nhấn mạnh là những cái nghiên cứu backup khoa học chứng minh về hiệu quả của thành phần này trong skincare là rất hạn chế. Vì vậy thì cơ địa của bạn nào vốn mẫn cảm hay là bị dị ứng khi mà ăn ốc hoặc là các động vật thân mềm tương tự thì lời khuyên của Trinh là nên né hẳn cái thành phần này vào skincare luôn. Và nếu mà khăng khăng muốn dùng thì lưu ý là phải patch test ở những cái vùng da nhỏ trước nha. Hoặc là tốt nhất là nên tìm những cái thành phần khác mà cũng mang lại những công dụng tương tự. Không thiếu đâu mọi người. Phần 2 thì chúng ta sẽ nói về tính đạo đức trong thu hoạch dịch nhảy ốc sên đưa vào các sản phẩm skincare nha. Khi mà một thứ gì đó nó được đưa tính thương mại vào thì chắc chắn là sẽ bị những cái yếu tố tiêu cực nhất định ảnh hưởng. Trên thế giới thì được ghi nhận có rất là nhiều phương pháp thu hoạch dịch nhảy ốc sên từ cổ chí kim, từ Đông sang Tây, Pháp, Ý, Hàn, Thái, có đủ cả. Và đây là những cái phương pháp mà Trinh tìm được. Quay về lịch sử, ở thời La Mã cổ đại là cái thời kỳ mà người ta rất là tàn ác với con ốc sên. Họ sẽ nghiền nát chúng luôn cả vỏ, luôn cả thân luôn và đắp trực tiếp lên trên da để chữa bệnh. Quay trở lại thời hiện tại thì ở Ý có một nhà máy, họ thiết kế một cái thiết bị rất là đặc biệt mà người tưởng tượng nó giống như một cái lồng máy giặt vậy đó. Sau đó thì họ sẽ quăng hết 100.000 hàng triệu con ốc sên vào trong cái lồng giặt đó, quay. Và song song đó thì sẽ thả vào một số cái chất mà có khả năng kích thích tiết dịch nhầy, phổ biến nhất là muối hay là nước muối sinh lý salin á. Vậy thì mọi người tưởng tượng là một cái lồng máy giặt nó quay như vậy thì chắc chắn là có những con ốc sên nó sẽ bị vướng vào một cái góc cạnh nào đó và nó sẽ bị nghiền nát trong quá trình xô đẩy chen lớn lẫn nhau, đúng không? Di chuyển sang một cái nước láng giềng ở châu Âu, đó chính là nước Pháp, thì có một anh được ghi nhận là nuôi ốc sên hàng ngàn hàng trăm con ở trong một cái khu vườn nuôi trồng tự nhiên. Và cái phương pháp mà ảnh thu hoạch dịch nhầy của chúng là sẽ cù lấy từng cái con ốc sên một để cho cái chất dịch nó được tiết ra một cách tự nhiên và con ốc sên cảm thấy vui vẻ, thoải mái, không hề căng thẳng, bị tra tấn trong bất kỳ một cái thiết bị nào cả. Và sau đó thì ông sẽ lấy cái chất dịch này để làm nên xà phòng hoặc là một số các sản phẩm skincare handmade. Nhưng mà cái phương pháp này thì rõ ràng là chỉ thực hiện được ở cái quy mô nhỏ lẻ thôi, chứ đưa vào những cái công ty tập đoàn lớn sản xuất hàng ngàn, hàng chục, hàng triệu sản phẩm thì không thể nào mà đi cù lấy từng con ốc sên một được. Sang Tây rồi thì bây giờ mình sẽ về phương Đông, Hàn Quốc đi. Thì có một cái brand phải gọi là rất là nổi trội trong việc đưa dịch nhảy ốc sên vào trong skincare, chính là Cosrx. Trong một cái bài blog thì đại diện phía team R&D của họ đã khẳng định là không có một cái biện pháp gọi là tra tấn hay là làm tổn thương gì đến những con ốc sên trong quá trình mà họ thu hoạch lấy dịch. Nơi cung cấp dịch nhảy ốc sên cho Cosrx là một cái nhà máy công ty có tên là Cosrx Boform. Họ giải thích cái phương pháp thu hoạch đó là sẽ nuôi ốc sên ở ngoài vườn, sau đó là sẽ mang tụi nó thả lên một cái miếng lưới mọi người và bỏ trong một cái phòng tối rất là yên lặng và không có ánh sáng để cho tụi nó thoải mái tung tăng bò qua bò lại. Thì trong quá trình bò như vậy thì dịch nhầy nó sẽ tự động tiết ra và nó sẽ lọt qua những cái khe lưới này và được hứng bởi những thiết bị ở phía dưới. Sau khi làm việc vất vả xong, 30 phút đến 1 tiếng tụi nó sẽ được mang quay ngược trở lại vườn, sống tiếp cuộc đời tự do tự tại và cứ tiếp tục những cái quy trình thu hoạch như vậy. Về phía Cosrx thì họ giải thích là sở dĩ họ làm như vậy là xuất phát từ hai lý do. Đầu tiên là ở Hàn Quốc thì tuyệt đối là nghiêm cấm tất cả những cái hoạt động liên quan đến sản xuất, phân phối, mua bán các sản phẩm skincare mà có nguồn gốc từ việc thử nghiệm trên động vật. Và nguyên nhân thứ hai họ giải thích đó là dịch nhảy ốc sên khi mà được thu hoạch đưa vào skincare để nó có thể phát huy hiệu quả tốt nhất thì phải là cái chất dịch được tiết ra khi con ốc sên vui vẻ hạnh phúc, chứ không phải là những cái điều kiện mà bị tra tấn hay là bị stress, bạo lực. Nhưng mà có một điểm Trinh cần nhấn mạnh là tất cả những cái lời khẳng định này thì chỉ thông qua cái bài blog hoặc là truyền miệng nhau thôi, chứ Trinh không có tìm được một cái thông cáo chính thức nào, thậm chí là cũng không có một bên nào và bản thân mình luôn cũng không có được đi thăm những cái nhà máy sản xuất dịch nhảy ốc sên để mà mình có thể quan sát trực tiếp cái quy trình mà họ lấy dịch như thế nào. Và thậm chí là những cái clip mà Trinh tràn ở đây thì cũng có tính chất minh họa phần nào nha. Nhưng mà có một cái câu chuyện nó đọng lại trong đầu của Trinh mãi tới bây giờ luôn, khiến Trinh đặt một cái dấu chấm hỏi rất là lớn về cái tính đạo đức thực sự đằng sau cái ngành công nghiệp chiết xuất dịch nhảy ốc sên như thế nào. Thì câu chuyện là có một cái bạn nhà báo được mời đến một cái công ty có phải gọi là 30 năm kinh nghiệm trong việc là trích xuất dịch nhảy ốc sên ở Thái Lan
bạn được mời đến và được hứa hẹn là sẽ được tham quan cụ thể quy trình, nhưng mà sau đó là được dắt đi lòng vòng khắp trong các nhà máy đó, thăm vườn, thăm này thăm kia. Nhưng mà đến cuối cùng, cái phần quan trọng nhất đó là tham quan cái quy trình chiết xuất dịch, thì tự nhiên đùng một cái công ty này họ mới nói là không được, họ muốn giữ bí mật để mà tránh lọt ra bình. What? Why? Còn về phía Hàn Quốc á, thì tuy nói là ở Hàn nghiêm cấm các cái hoạt động sản xuất skincare từ việc thử nghiệm trên động vật, nhưng mà Oxen thì có được liệt là động vật hay không? Tại sao không có nhiều nơi, nhiều brand họ công bố trực tiếp thẳng thắn về cái quy trình trích xuất dịch ngày này của họ? Hy vọng là có bạn nào có thể giúp Trinh trả lời được câu hỏi này.